tiêu chưa đầy đủ. Chào đón tất cả quý vị các bạn đến với chương trình khảo sát 100. Với câu hỏi này chúng ta còn 8 đáp án, đó chính là những câu trả lời trong cuộc khảo sát 100 người. Câu hỏi chúng tôi như sau. Số 6, ô số 7 và ô số 8. Như vậy là sau vòng thi thứ nhất, tổng số điểm như sau. Sau
Tôi sẽ mở nốt đáp án còn lại. Ô số 3. Như vậy sau vòng thi thứ hai tổng số điểm như sau.